khi thắp hương dằm tháng 6 âm lịch, ai cũng nên đọc câu này để cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào ầm ầm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, vào ngày mùng 1 hay là ngày rằm thì các gia đình Việt đều sắm sửa lễ vật, cúng thần linh tổ tiên và đọc bài văn khấn để cầu mong cái may mắn, cái tài lộc, cái bình an đến với gia đình nhà mình. Cái việc thắp hương hàng ngày hoặc là vào ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ, ngày Tết, ngày dỗ, ngày chạp là một cái hoạt động tâm linh quen thuộc của người Việt. Bên cạnh việc chuẩn bị các vật dân cúng, thì người cúng khấn cũng cần phải lưu ý nên khấn gì, cầu gì mỗi khi chúng ta lên hương. Nhiều người cứ tiện mồm khấn với tư tưởng là trần sao âm vậy. Thế nhưng sự thực nếu muốn việc thắp hương, cầu khấn nó phát huy được cái tác dụng. Trước tiên các bạn cần phải khấn đúng bài đã. Theo đó, không phải ai cũng biết cách thắp hương, khấn phái tổ tiên đúng chuẩn phong thủy là như thế nào. À, sau đây tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách dâng hương lên ban thờ gia tiên để việc cúng bái nó không bị phạm phải những cái đại kỵ mà lại hiệu quả giúp cả năm làm ăn xuân sẻ tiền vàng kéo vào mầm. Ẩm ẩm. chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. À, quý vị thân mến, cái việc thắp hương là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ Tết dỗ chạp. nén hương được thắp lên thì mọi người cảm thấy ấm lòng hơn nén hương lúc này không còn là thứ hàng hóa bình thường nữa nó đã trở thành một cái sản phẩm tâm linh một cái sản phẩm tinh thần không thể thiếu của người việt nam đây được xem như là một trong những cách đốt vía được sử dụng rộng rãi trong cái đời sống của người việt cái nghi thức dân hương là cái tập quán mà hầu như mọi người dân châu á bất kể lứa tuổi nào và sống ở đâu thì cũng đều được biết đến À, Thắp hương đã đi vào trong cái đời sống văn hóa, cái tín ngưỡng của người dân Việt Nam như là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống gần gũi và linh thiêng. Dù không phải là mê tín dị đoan nhưng mà trong tâm thức của mỗi người Châu Á thì đều tin rằng nén hương khi đốt lên cũng như một nhịp cầu nối vô hình kết nối giữa hai thế giới hữu hình và vô hình lại với nhau. À, tuy nhiên về mặt tâm linh thì có người vẫn còn hiểu một cách mơ hồ nhất là về cái việc ý nghĩa dâng hương theo các quan niệm truyền thống của ông bà ta thậm chí ngày nay một số người vẫn còn không biết tại sao nhà mình lại có một cái ban thờ với những cái pho tượng hình ảnh chư phật bồ tát thần thánh hoặc là tổ tiên à, phải chăng có một ông phật ở trên ban thờ nhà mình à, quý vị thân mến trong cái nghi lễ Phật giáo hương là một trong sáu lễ Phật dâng cúng bao gồm có hương hoa đăng trà quả thực tức là hương bông đèn trái cây thức ăn À, tuy nhiên nhiều người không rõ về cái ý nghĩa sâu xa của việc cúng phật nên bày biện đủ các loại thức ăn thức uống như yến tiệc như vậy thật là quá uổng phí vừa phí công lại vừa không hiệu quả bên cạnh đó nó lại còn làm sai lạc đi cái ý nghĩa theo quan niệm của phật giáo lòng thành thể hiện qua cái làn khói hương nghi ngút không cần phải bàn yến tiệc thịt cá heo giò gà linh đình gì cả vì đúng ý nghĩa thì cái sự cúng Phật chỉ nên dùng hương hoa, bông đèn, hoa tươi, trái tốt, nước trong là đủ. Phật không phải ở trên bàn thờ, ở trong những pho tượng mà là ở trong tâm của tất cả chúng ta. À ngoài ra thì những cái nén hương, ngoài những nén hương dùng cái ngọn lửa để đốt cháy lên thì chúng ta cũng có thể dùng tâm hương, dùng đức tin của mình để thắp lên cái nén tâm hương, tức là hương từ trong tâm. Bởi vậy mới có năm cái thứ hương dùng để cúng dường cho chư Phật giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát chi kiến hương. Và phần tiếp theo sẽ là cái lý do tại sao mà có tục tập thờ cúng là số lẻ khi mà thắp hương. À, theo các chuyên gia tâm linh, việc người Việt Nam thường thắp ba nén hương như sau. Ba nén hương thể hiện ý nghĩa tâm hương, tức là lòng thành, giới hương, tức là theo lời dân của Phật, của Thánh Tổ Đường, của Gia Tiên, và định hương là tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. Đối với Phật giáo, nhà chùa thì thường không đặt ra những cái luật lệ nào cho chúng sinh khi mà chúng ta dâng lễ dâng hương lên chư Phật. Nói về cái sự khác biệt trong cái quan niệm thắp ba nén hương khi cúng tổ tiên thì các đại sư cũng đã giải thích rằng đối với nhà Phật thì cái việc thắp hương có đôi chút khác biệt so với chúng sinh. Theo đó, người đến chùa thắp hương có thể thắp một nén, hai nén hoặc ba nén cũng được. Sở dĩ có điều này là do nhà Phật quan niệm cái việc thắp hương là xuất phát từ tâm của con người. Chỉ cần tâm hướng Phật thì lòng được thanh thản. Vì điều này nên nhà chùa thường không đặt ra cái luật lệ nào đối với chúng sinh khi mà dâng hương lên cửa Phật. Mặc dù nhà chùa không đặt ra những cái luật lệ nào với chúng sinh khi mà lên chùa thắp hương, nhưng xét về quan điểm văn hóa, truyền thống thì người dân nên thắp 3 nén hương khi lên chùa là đẹp nhất. Thì người dân nên thắp 3 nén hương khi lên chùa là đẹp nhất. Nó tượng trưng cho sự kết nối giữa người trần, Đức Phật, giúp cho tâm hồn được thanh tịnh, được trong sáng hơn. Và hiện nay khi đi lễ chùa, người ta thường thấy cái biển là mỗi người chỉ nên thắp một nén hương. Đây cũng là cách để nhà chùa gây tránh lãng phí, tránh ô nhiễm và cũng phòng chống cháy nổ. À, quý vị thân mến, trong Phật giáo thì một nén hương gọi là tâm hương, tuy bé nhưng lại bao gồm năm cái ý nghĩa sắc hương khác nhau. Giới hương tức là tự nhắc nhở mình hướng thiện để tâm hồn được trong sáng. Định hương tức là lòng được yên ổn, không bị cái xấu nó lớn áp. Tuệ hương tức là làm cho trí tuệ được sáng suốt để thu nhận được những điều tốt đẹp. Thiện lương chi kiến hương giúp chúng ta vững tin, phát triển cái năng lực trí tuệ. Giải thoát hương giúp ta buông xả mọi ưu phiền cũng như là ham muốn tội lỗi. À, trong quy định của nhà Phật có 5 loại hương, chính là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát chi kiến hương. 5 loại hương này được phân theo cấp độ cao thấp khác nhau. Thấp nhất là giới hương, dùng để cho tâm hồn con người chút bỏ những cái ác ma tham sân si. Và cao nhất là giải thoát chi kiến hương Đây là loại hương chỉ có ở những người tinh thông cái giáo lý của nhà Phật Một lòng hướng Phật thì mới có được Và cái loại hương này chỉ có trong tâm của mỗi con người Chứ không thể tìm thấy ở bên ngoài à, Bên cạnh đó cũng không nên thắp hương giả Tức là thắp nhang điện cắm vào lư hương à, Tóm loại thắp hương là một cái cử chỉ Chứa đẩy cái tinh thần để cái nét đẹp văn hóa của người Việt Mùi hương thơm chính là cái mùi hương quen thuộc trong hàng triệu hàng triệu gia đình châu Á là cái mùi thơm đặc biệt của ngày đầu xuân năm mới khi đi chùa lễ Phật và cái ngày lễ Tết rằm rỗ chạp cũng như là những ngày lễ tưởng nhớ đến tổ tiên. Chính vì thế chúng ta phải cần bảo tồn cái nét văn hóa cái đẹp này, tránh lạm dụng cái việc đốt quá nhiều hương làm ảnh hưởng đến cái môi trường và cũng làm xấu đi cái hình ảnh tốt đẹp vốn có bấy lâu nay. À, và tiếp theo chương trình sẽ là khi thắp hương thì nên nói gì khấn gì. À, quý vị thân mến, khi thắp hương nên nói gì và khấn gì cho đúng để tỏ lòng thành kính và được tổ tiên thần phật phù hộ. À, ngay sau đây tử thông sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách thắp hương ở nhà chuẩn nhất và những cái điều kiêng kỵ khi thắp hương. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. À, quý vị thân mến, đầu tiên chúng ta nói về cái tư thế thắp hương, thì các bạn cần phải sắp xếp các lễ vật thờ cúng một cách là gọn gàng trên bàn thờ gia tiên, rồi mới bắt đầu thắp hương. Khi cắm hương thì các bạn cũng cần chú ý về cái tư thế và cái phong thái của bản thân cần phải trang nghiêm, không vội vàng và cung kính. Đặc biệt là cái khoảng cách giữa vị trí đứng so với cái bát hương cũng không được quá xa, phải vừa đủ để với tay lên dâng hương. Khi lấy hương thì cũng cần phải cẩn trọng, nhẹ nhàng, không được để hương rơi vãi hoặc là gãy. À, nếu mà cắm hương ấy, thì nên cắm hương thẳng. Nếu cắm chiều quai hương thì các bạn cần tách ra để cho khỏi hương khỏi bị bốc cháy. Và chúng ta cùng quay lại với chủ đề khi thắp hương nên nói gì khấn gì tùy vào mỗi cái dịp lễ Tết dỗ chạp ngày rằm hay ngày mùng 1 mà các bạn sẽ có những cái bài cúng khác nhau. Tuy nhiên, khi thắp hương các bạn cần nhớ rõ về tên tuổi của gia chủ và các thành viên trong nhà. Kế đến là địa chỉ nơi ở, ngày tháng năm đúng không? của cả ngày âm lịch và ngày dương lịch hôm đó. Và cuối cùng là các bạn cần phải cầu khấn những cái điều mình mong muốn về sức khỏe, tài lộc, cầu lộc, cầu tài, cầu duyên và khấn lệnh bề trên thành kính để được phù hộ độ trì ngày rằm tháng 6 âm lịch cúng cụ chớ khấn nôm cứ đọc đúng câu này là lộc gấp 10 lần cầu gì được nấy à, bài khấn như sau nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật con lại chín phương trời lại mười phương chư Phật chư Phật mười phương con kính lễ ngài đương niên thái tuế trí đức tôn thần con kính lễ ngài hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần con kính lễ ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương con kính lễ ngài bản xứ thần linh bản gia thổ địa con kính lạy ngài Đông chủ Tư Mệnh, Táo phủ Thần Quân. Con kính lạy các bậc tiên gia, chư vị tôn thần cai quản trong xứ này đất này. Con kính lạy cao tầng tổ thảo, cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, nội ngoại Dâu rẻ, hội đồng gia tiên họ nhà chúng ta. Cúi xin các ngài cùng gia tiên chứng lễ, hiển linh chứng giám lòng thành của con cháu. Hôm nay, ngày rằm tháng 6 âm lịch năm 2023, tức ngày Tân Mão, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão, gia chủ chúng con tên là gì đó, sinh năm bao nhiêu? cùng với các thành viên trong gia đình nêu tên vợ, con, trưởng nam, thứ nam, trưởng nữ, thứ nữ vân vân. À, nhân ngày rằm tháng 6, đất trời hòa hợp, giờ khắc linh vượng, gia đình chúng con có sắm xanh phẩm vật, hương hoa trà quả, kim ngân lễ vật, kính dâng hiến trình các vị tôn thần cùng gia tiên họ nhà chúng ta. À, chúng con kính mời ngày đương niên thái tuế trí đức tôn thần, ngày bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương, ngày bản gia táo quân cùng các vị tôn thần dáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ nhận lễ vật. Cầu xin các ngài che chở cho gia đình chúng con bốn mùa hưng vượng. Có quý nhân phù trợ, tài lộc vượng tiến, tai ách thì đều qua, tâm cầu sở đắc sở nguyện tòng tâm. Chúng con lại kính mời gia tiên tiền tổ, hương linh nội ngoại, đồng đẳng gia quyến họ thương xót cho con cháu hiển linh trước án, à, chứng lễ hưởng hoa. À, con cầu xin gia tiên phù hộ cho gia trung thuận hòa, gia đạo hưng vượng cả nhà được yên vui, con cháu ngoan ngoãn, thông minh học giỏi, vợ chồng thì thương yêu, bảo ban nhau, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an thì đắc bình an. Chúng con kính mời ông bà tiền chủ, hậu chủ cùng cư ngụ tại nơi này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, chứng giám cho đồng thành của gia chủ, phù hộ cho gia chủ sức khỏe an khang, tài lộc thăng tiến, gặp hung hóa cát. À, chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cầu xin các ngài cùng gia tiên hoan hỷ thụ nhận, chứng lễ cho chúng con. À, chúng con thành tâm cẩn cáo nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật đó đó là cái bài văn khấn ngày rằm tháng 6 âm lịch à, khi thắp hương nên nói gì và kiêng kỵ những điều gì khi thắp hương à, thưa quý vị khi thắp hương các bạn tuyệt đối không được nói to không được gây ồn ào ở những cái nơi thờ cúng không mặc quần đùi áo sát nách áo hai dây hay là mặc những cái trang phục thiếu vải không thắp hương theo số lượng là số chẵn bởi theo phong thủy những con số này đều phạm những điều không hay À bên cạnh đó cũng không dùng hương uốn tàn hương cong tàn bởi chúng đã đa phần đều được trải qua các quá trình xử lý ngâm dung dịch axit hóa chất khi đốt sẽ cháy và sinh ra nhiều cái khói độc hại à hy vọng với những cái thông tin trên đây mà tử thông chia sẻ đã giúp quý vị phần nào biết rằng khi thắp hương nên nói câu gì khấn gì và cầu gì à chúc quý vị và gia đình luôn được vạn sự như ý luôn mạnh khỏe vui vẻ và thành công à tiếp theo sẽ là một vài những cái câu hỏi của quý vị khán giả vẫn thường đang thắc mắc Thứ nhất là thắp hương hàng ngày có tốt không? À, thưa quý vị, cái việc thắp hương lên bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần tài, bàn thờ thần linh, bàn thờ Phật là một cái việc làm mang cái ý nghĩa tâm linh vô cùng sâu sắc. À thế nhưng có nên thắp hương hàng ngày hay không lại là một cái điều mà không phải gia chủ nào cũng tìm được cái câu trả lời. Và cái lời giải đáp phù hợp đúng chuẩn nhất cho riêng mình. Thưa quý vị, theo quan niệm trong thờ cúng hiện nay, thắp hương hàng ngày là cái việc gia chủ nên làm. À, tuy nhiên, nếu gia chủ bận bịu không thể duy trì cái thói quen này hàng ngày thì cần thắp hương vào cái ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ, ngày Tết với một chút hoa quả, một chút lễ mọn ra lên ông bà tổ tiên để thể hiện cái lòng hiếu kính. Ngược lại, nếu gia chủ có điều kiện về thời gian thì các gia chủ vẫn nên thắp hương hàng ngày là tốt nhất. Bởi thắp hương lên ban thờ gia tiên sẽ làm cho cái không khí, làm cho cái không gian trong gia đình nó trở nên ấm cúng hơn, ăn lòng người được nhẹ nhàng hơn và an yên hơn. Ở trong gia đình ngoài bàn thờ ông bà tổ tiên và bàn thờ táo quân Thì nhiều gia đình hiện nay còn thờ bàn thờ Phật, bàn thờ ông địa thần tài Dù vậy khi thắp hương ở bất cứ bàn thờ nào Thì gia chủ cũng đều phải ăn mặc chỉn chu, chỉnh tề Và khấn vái một cách thành tâm Bên cạnh đó gia chủ cũng nên lưu ý chỉ thắp một nén hương Bởi theo quan niệm dân gian Số nén hương được thắp là một trong những yếu tố mang ý nghĩa tâm linh khác nhau à, Theo đó Thắp một đén hương là cái sự bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà tổ tiên và các vị thần Phật thần linh gia tiên. Đồng thời, khi thắp chúng ta cũng phải thắp bằng cả hai tay để không thể hiện cái thái độ bất kính vô lễ đối với các bậc bề trên và các vị thần Phật cao quý. Câu hỏi thứ hai là thắp hương vào thời gian nào trong ngày là đúng và chuẩn hợp lý nhất? À, quý vị ạ, nên thắp hương vào lúc nào trong ngày? Dù là ngày lễ, ngày Tết, ngày rỗ chạp, ngày mùng 1, ngày rằm hay ngày bình thường vân vân, là câu hỏi được rất nhiều gia chủ quan tâm hiện nay. Bởi lẽ, cái thắp hương vốn là một cái tục tập lâu đời đã xuất hiện và tồn tại trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt hàng ngàn năm nay. Vì vậy, mỗi khi mà nén hương được thắp lên, cũng là cái lúc mà sợi dây tâm linh giữa hai thế giới âm dương được kết nối lại với nhau một cách sâu sắc. Với cái ý nghĩa thờ cúng tâm linh đặc biệt này, thì gia chủ nên chọn cái thời gian thắp hương tốt nhất đó là vào mỗi buổi sáng sớm và mỗi buổi chiều tối bởi cái việc khởi động một ngày mới bằng thắp một nén hương lên trên bàn thờ gia tiên sẽ khiến cho gia chủ cảm nhận được cái ngày mới được an lành tràn đầy sức sống tương ứng với đó thắp hương vào mỗi buổi chiều tối là kết thúc một cái ngày làm việc bận rộn cũng sẽ giúp cho tâm hồn của con người được trở nên bình an thanh thản và bớt lo âu bớt áp lực hơn à, theo đó thắp hương hàng ngày là cái việc gia chủ nên làm và cái thói quen này mang cái ý nghĩa cũng như là cái giá trị tâm linh cực kỳ lớn Thời gian để thắp hương hàng ngày nó phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian mà gia chủ có thể sắp xếp được. À, theo đó, các gia chủ nên thắp hương hàng ngày vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm và mỗi buổi tối sau khi trở về nhà. Nhưng tuyệt đối không thắp hương sau 7 giờ 30 tối. Nhưng mà tuyệt đối không nên thắp hương sau 7 giờ tối. Bởi việc thắp hương quá muộn sẽ khiến cho các sinh linh đang đi lang thang nghe theo cái mùi hương mời gọi mà đến quấy nhiễu phá vách gia đình. Do vậy, nếu mà thắp hương vào buổi tối thì gia chủ cũng nên thắp càng sớm càng tốt. Quý vị thân mến, hy vọng với những cái chia sẻ trên đây của Tử Thông đã giúp quý vị biết cách thắp hương sao cho đúng chuẩn phong thủy để không phải bị phạm những cái điều đại kỵ. Biết cầu gì, biết khấn gì mỗi lần lên hương trên bàn thờ gia tiên hay ban thờ Phật. Từ đó sẽ giúp cho gia đạo luôn bình an, mọi việc được hanh thông, tấn tài tấn lộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn